Hello cả nhà, hôm nay thì em Hà sẽ lên một ít về cái dòng sản phẩm về cái thứ nhất là em Hà sẽ lên về những cái dây dù nịt lưng, cái thứ hai nữa là em Hà sẽ lên một ít về cái dòng kính thể thao mà em Hà sale cho cả nhà mình, cũng như là một ít về cái mã dòng kính mà nó bị vỡ hộp thì em Hà sẽ sale, và một số ba nữa là về những cái dòng kính mới về của nhà em Hà nhé. Thì đi qua bao giờ cũng vậy, em xin cả nhà mình cho em một nút like và một nút đăng ký kênh để nhiều người biết tới, giúp Ngọc Hà nhà em nhiều hơn. Dạ vâng, rồi thì hôm nay em sẽ lên rất nhiều các cái mã kính mới về của em, thì mọi người xin vào xem và mình ưng sản phẩm nào thì mình gọi điện vào hai số hotline ghim trên màn hình để in cho các bạn nhân viên tư vấn cũng như là chốt đơn hàng cho mình nhé. Thì hai số đó em đều sử dụng Zalo, cả nhà mình cứ liên kết với em nhé. Rồi em sẽ vào chi tiết tất cả các cái sản phẩm, thì em xin phép giới thiệu là shop nằm tại Nhơn Trạch Đồng Nai nhé cả nhà nhé. Rồi em sẽ vào chi tiết sản phẩm đầu tiên, đó là về cái dòng hai dòng dây nịt dàn di của nhà em. Đó là về cái dây nịt dàn di này thì nhà em luôn luôn bán hàng loại một nhé cả nhà nhé. Bác nào đã mua hàng rồi thì đã biết, mà bác nào chưa mua hàng thì mua thử nhà em Hà nhé. Dòng này thì nhà em nó sẽ dài là 1m1, em chỉ tính nguyên dây còn em chưa tính đầu khuy. Nếu mà đầu khuy của nó thì rơi vào khoảng là 1m25 gì đó như cả nhà nhé. Rồi đầu của nó thì là đầu con ó như này và được in là USA như này nhé cả nhà nhé. Và mặt của con ó này thì là chống rỉ sét cho mình nhé cả nhà. Rồi con này thì nó sẽ được kết dây dù cho mình như là 100% là dây dù đúc nguyên khối như này cho mình luôn, cực kỳ là bền và chắc. Và dây này thì nhà em có hai tác dụng là mình có thể tháo ra và mình có thể thay được mặt cho em về cái mặt dàn di này. Thì cái dòng này em Hà đang để cho mình với giá chỉ có là 100 ngàn cho một cái con dây dù này thôi nhá. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đôn giúp em là nịt lưng với giá là 110 ngàn đồng. Và cái con này thì nó sử dụng là cái thanh trượt như này, nên là khi mà mình lắp vào rất chi là dễ thôi. Ngoài ra thì con này mình có thể sử dụng cho em những anh nào lên đến một tạ, vòng bụng lên 100 nhá, mình có thể sử dụng được hết cho em luôn nhá. Dòng này thì em bao trọn đời luôn, là sử dụng không lo bị hỏng hư hỏng gì hết, chỉ trường hợp mình vứt đi thôi nhá. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em là nịt lưng với giá là 100 ngàn đồng. Cái dòng này thì em sẽ có hai màu, màu đen và màu xanh như này. Đây, màu đen và màu xanh, nếu như anh nào lấy màu nào thì báo em màu đấy nhá. Màu đen và màu xanh dàn di như này nhá. Cả nhà mình lên đơn giúp em là nịt lưng với giá là 100 ngàn đồng cho một dây nhá. Mình lấy hai dây thì em Hà bao ship, hai dây em Hà bao ship cho mình nhá. Dạ vâng, rồi đơn thì cứ đơn trên 200 ngàn là em bao ship nhá. Rồi em qua tiếp theo luôn cho mình nữa là về cái dòng kính, thì em sẽ lên trước tiên đó là về cái dòng kính lão. Thì em cũng rất chi là vui khi mà khách order một con kính lão nhà em là trên 500 ngàn. Thì khách nói là hôm trước anh có order một con kính Nhật, anh thấy rất ưng ý và đẹp, thì nói chung là hàng của nhà em thì cả nhà mình cứ yên tâm. Đây, nhà anh đã order đây, đó, con kính nha các kiểu. Đấy, anh này chưa mua kính của nhà em nên là cả nhà mình yên tâm. Rồi là kính nhà em thì em bao cho mình luôn là chất lượng cực kỳ luôn, đeo không, cái thứ nhất là trong mắt, cái thứ hai nữa là không lo bị mờ mắt hay bị làm sao hết. Nếu mà nói đến con kính Nhật thì mình hãy, đây, em sẽ bảo luôn con kính lão Nhật này, đó, cho cả nhà mình xem luôn vì sao lại, anh ấy lại khen đến mức như vậy. Đây là cái dòng kính lão Nhật của nhà em, đó. Kính lão Nhật nhà em thì được thiết kế hoàn toàn là nằm ở trong hộp như này nha cả nhà nhá. Nằm ở trong hộp này rất chi là đẹp và xịn sò như này luôn. Ngoài ra thì nó đi kèm luôn cái khăn của nó nha cả nhà nhá. Dòng này thì kính lão Nhật này em sẽ có từ 1 độ cho đến 4 độ cho mình luôn nha cả nhà nhá. Từ 1 cho đến 4, ví dụ như 1,25, 1,35 hoặc là 1,5 các kiểu đều có luôn. Ngoài ra thì em này được thiết kế bằng gọng titan. Con này là côn chân mát, hàng của Make in Japan nha cả nhà nhá. Và con này thì nó sẽ là size mặt 13,5, nhưng anh nào size mặt 13,8 vẫn xài được, bởi vì nó có cái lò xo cộng lực nha cả nhà nhỉ. Đấy, lò xo cộng lực của nó thì rất chi là ok luôn, cả nhà mình cứ yên tâm cho em nhé. Ngoài ra thì hai bên hông mũi của nó này được thiết kế rất chi là chắc chắn và rất chi là êm ái cho mình, được thiết kế bằng nhựa silicone cực kỳ là êm như cả nhà nhé. Đây, êm cực kỳ luôn, tiền nào vài đấy cả nhà. Đây, đó, gọng thì được thiết kế hoàn toàn bằng titan như này cho mình luôn. Đấy, đây cho mình xem. Đấy, rồi ngoài ra thì nó sẽ được dập logo thương hiệu của nó hết ở đây như này cho mình luôn. Hàng 100% em bao chuẩn xịn cho mình luôn nhé cả nhà nhé. Đấy, cả nhà nhìn thấy không? Rồi, một con kính lão như này thì em Hà đang để cho nhà mình với giá chỉ có là 550 ngàn, đã bao ship. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đâu giúp em là một con kính lão Nhật nhá. Đây cả nhà, em bỏ lên đây cho mình nhìn, mình chiêm ngưỡng xem, rất chi là đẹp luôn. Dòng kính lão nhà em form này cực đẹp, cực chuẩn và cực xịn cho mình luôn. Nhưng nhà mình xin vui lòng là đọc đúng độ cho em nhé, đọc đúng độ với giá chỉ có là 550 ngàn đồng, em Hà đã bao ship. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em là kính lão,
kính lão Nhật 550.000 đồng cho con kính lão Nhật như này nha cả nhà nhá. Hàng rất chi là xịn sò, trong một cái hộp như này cho mình cực kỳ là tiện luôn nha cả nhà nhá. Đấy, rồi em qua tiếp theo luôn cho mình nữa là về cái dòng con kính lão thường của nhà em. Dòng này là dòng kính lão thường của nhà em, thì dòng này em sẽ có từ 1 độ cho đến 4 độ cho cả nhà mình nhá. Dòng này thì trong hoàn toàn là bằng thủy tinh cho mình luôn. Dòng này thì em Hà đang để cho mình là 140.000 đồng. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em là kính lão thường với giá là 140.000 đồng, sẽ có từ 1 cho đến 4 luôn. Rồi, em qua tiếp theo luôn cho nhà mình nữa là về cái dòng con kính lão Ý này. Dòng kính lão Ý của nhà em thì dòng này nó chỉ có từ 1 độ cho đến 4, từ 1 độ cho đến 3 độ thôi nha cả nhà nhá. Dòng của Ý này thì nó khác biệt với tất cả các dòng là bên Ý người ta chỉ xài đến 3 độ thôi, còn dưới trên 3 độ là người ta sẽ dùng cái biện pháp phun uống thuốc hoặc là người ta sẽ đi mổ mắt nhé cả nhà nhé. Rồi, dòng này thì là dòng đa tròng cho em. Dòng này thì mình đeo cực chất và cực đỉnh luôn, như kiểu là kính mát thời trang luôn, nhưng nó lại là kính lão như cả nhà nhé. Dòng này thì mình sử dụng cho em là đi ngày đi đêm đều được luôn này, đi ngày đi đêm được rồi. Và ngoài ra con này vừa đọc báo đọc sách và mình có thể sử dụng xem tivi rồi là đi ra bên ngoài luôn cho em được luôn nhé cả nhà nhé. Rồi dòng này thì em Hà để cho mình có giá là 200.000 đã bao ship. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em nhé. Hàng có chống tiêu UV làm cái chống nắng cho mình luôn, đổi màu cho mình luôn. Và con này thì mặt bằng pin không phải bằng thủy tinh nha cả nhà nhé. Size mặt là 13,7 nhưng anh nào size mặt 14 vẫn bon chen được con này, bởi vì con này là form rộng không phải form ôm như cả nhà nhá. Và hàng thì là hàng made in Italy như này nha, hàng bao chuẩn xịn cho mình luôn. Đây. Đấy. Gọng ghét này làm rất chi là êm ái, cả nhà mình yên tâm. Đó. Thân gọng rất đẹp luôn. Con này đẹp lắm. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em là kính lão Ý với giá là 200.000 đồng. Con này sẽ có từ 1 cho đến 3 độ nhá. Ví dụ như 1,25, 1,35 em đều có này, hoặc là 2,25 hoặc là 2,5 đều có. Hàng trong hộp khăn thẻ mạc của nó đi kèm như này nhá. Khăn hộp kính đi kèm cho mình luôn. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em là kính lão Ý với giá là 200.000. Con này thì em bao chất lượng rồi, cả nhà mình yên tâm luôn đi. Riêng kính lão nhà em Hà thì em bao luôn, không còn gì về bàn nữa. Rồi em qua tiếp theo luôn cho mình nữa là về cái dòng con kính, một số kính mà em xả hôm ngày hôm nay nhá cả nhà nhá. Có nghĩa về vỡ hộp là em xả hết, ngày nào em xả ngày đấy để cho nó đỡ dồn, chứ em cứ để em dồn vào đâm ra nó ấy lắm. Rồi đây em có mấy cái con kính, kính này gọi là kính kính thể thao, kính này là kính thể thao nhưng là nó bị móp hộp nha cả nhà nhá. Móp hộp đây. Đó, kính thể thao như này luôn. Đeo con này thì đeo trong veo luôn cả nhà nhìn. Đó, trong veo dã man không. Đó, rất chi ok nha cả nhà nhá, nhìn rất chi là ok cả nhà nhìn. Đó, nhìn trong mắt dã man luôn cả nhà nhìn thấy không. Đó, rất trong mắt luôn. Rồi dòng này thì là dòng mà con này nó sẽ là hàng này, con này thì nó lại là hàng của Made in China, em nói thẳng luôn. Hàng này thì nó chắc chắn là đặt nhà máy tại Trung Quốc nên là em cũng cho xả luôn, em không bán hàng như này luôn nha cả nhà nhá. Tiền nào vài đấy, em hàng bán thì cả nhà mình cứ yên tâm về chất lượng, nhưng con này nó sẽ là hàng xuất của Trung Quốc đấy nha cả nhà mình yên tâm nhá. Rồi cái dòng này thì em Hà đang để cho mình với giá là 140 thôi, 140 cho một cái. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đâu giúp em, cái này thì nó lạc loài vào đâu 3-4 cái gì cả nhà nhá. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em là kính thể thao này, xả một đi, xả một đi cả nhà nhé, gọi là xả một đi nhé cả nhà nhá. Con này gọi là xả một này, 140.000 thì em sẽ có một kiểu gọng trắng này, hai kiểu là gọng xanh đen này, em cho cùng một mã luôn hàng xả mà cho nó dễ nhanh. Cái hàng này em lỗ là em chấp nhận thôi, bởi vì là nó không đạt tiêu chuẩn của em nên em cho xả lỗ luôn. Đây, màu xanh thì màu của nó như này luôn nhé cả nhà nhá. Đó, rồi con này là bây giờ nó lại cho vào một mã thì nó cũng giả nhỉ cả nhà nhỉ. Nhưng mà thôi cho vào một mã đi, hoan hỉ, bác nào được con đấy hộ em nhé. Đã là hàng xả rồi thì ok lê với em Hà hộ cái nhá. Thì nó nhanh chóng, em Hà thì muốn bán cái gì nhanh nhá. Nên là cả nhà mình yên tâm. Đây. Đấy, em cho từng xem từng mẫu một. Đấy, xả một thì nó sẽ có 4 cái. Nó chỉ có 4 cái thôi nhé cả nhà nhá. Đây. Đấy, màu này thì nó sẽ là như này. Con này là kính thể thao đi ôm mặt này, sống mũi thì cả nhà mình yên tâm, rất chi là mềm luôn, được làm bằng cao su đấy cả nhà ơi. Con này nó được làm bằng cao su silico đó nên rất êm nhá. Nên là cả nhà mình yên tâm này, cả nhà nhìn thấy không? Trong veo mắt như này luôn. Đó, rồi. Con này thì nó sẽ là màu đỏ như này luôn nhá, lạc loài đâu, mấy cái của em vào có chết không chứ lỗ luôn ấy. Nó cứ bị lạc như này là em bị lỗ lắm. Em mua hàng theo kiểu hàng si hàng si đấu giá theo kiện ấy, có nghĩa là những cái hàng nó chưa qua sử dụng là mình mua mình phải chấp nhận mua giá cao cả nhà.
Thế nhưng mà nó sẽ có ví dụ như là một số những cái ví dụ móp hộp hoặc vỡ hộp hoặc là hộp xấu quá thì mình cũng phải chấp nhận. Đó cả nhà, đây nhá. Con nào mẫu nào nó cũng đẹp hết, mẫu nào cũng đẹp, anh nào vớt được vớt luôn hết cho em luôn đi cũng được. Đây cả nhà nhìn. Đó. Đấy. Rất chi là sáng mắt cả nhà nhìn không? Đó rất rõ luôn cả nhà ơi, nói chung vì là hàng bao chất lượng cả nhà nhá. Rồi con này thì em để cho mình với giá là 140.000 cho con xả một thì sẽ có 4 màu như vậy, 4 mã như vậy nha cả nhà nhá. Anh nào được màu nào hoan hỉ màu đấy cho em nhá. Đó, màu nào em thấy đẹp ạ. À? Nói chung là cái kính thể thao mà. Màu nào nam nữ đeo được hết cho em mà xả một như này nhá. Em viết lên đây á. Cái ngày này là ngày ngày 31 tháng 7 này. Xả một này. 140k. Và em nói luôn là hàng xả em chưa bao ship nhá. Chưa bao ship em phải viết rõ ở đây. Chưa bao ship nhé cả nhà nhé. Em đã lỗ là em chưa bao ship đâu. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em. Trường hợp tí nữa mình mua con một con kính lão với một con kính thể thao ok cùng một đơn em Hà sẽ bao ship. Đó, còn nếu mà mua nguyên hàng xả em Hà không bao ship nói rõ luôn ngay từ đầu nhá. Cái gì vậy, cuộc chơi mình phải nói rõ ngay từ đầu. Rồi ngày 31 tháng 1 xả 14 con như này luôn nhá. 140.000 trên một con chứ không phải là 4 con như này, 140.000 đâu. 140.000 trên một cái nhá cả nhà nhá. Một cái này là 140k, em phải giải thích rõ không nhiều ai nhá. Nghe chập choàng xong rồi tưởng 4 con này 140 thì đào đâu ra có 140, 1 trên một con này nó sẽ có 4 màu như này. Anh nào hoan hỉ thì được màu đấy, màu nào màu đấy giúp em nhá, màu nào cũng đẹp nhá. Rồi, em qua tiếp theo luôn cho nhà mình nữa là về cái dòng xả 2 của nhà em là con một con kính một con kính này là con kính theo kiểu vớt sạc này đó được in này, nhưng mà em thấy nó cái màu xanh ấy của em không ưng lắm nên là em cho nó xả hết đây cả nhà nhìn. Đấy, kính nhà em rất chi là rõ và trong nhá cả nhà nhá. Đấy, cả nhà nhìn thấy không? Rất trong kính của nhà em nhá. Rồi, con xả 2 này em Hà để cho nhà mình với giá chỉ có là xả 2 với giá là 90.000 đi ha. Xả 2. 90k một con. Xả 2 90k. Rồi, em qua tiếp theo luôn cho nhà mình nữa là xả 3. Xả 3 là hàng này cũng là hàng vỡ tem, vỡ hộp của em. Không, nếu mà không thì em không bán cái giá này đâu cả nhà ơi. Dòng xả 3 của nhà em thì con này là size mặt 14 cho những chị nào size mặt 14 này. Hàng của Made in Italy như này nha cả nhà nhá. Hàng này, đấy cả nhà nhìn thấy không? Đấy, bao sáng cho mình luôn, bao đẹp cho mình luôn nhá cả nhà mình nhá. Hàng xả như đâu ra đó, cả nhà mình yên tâm, hàng của Dior như này nhá. Rồi, xả này là xả 3. Xả 3 giá là 100k, mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em là xả 3 100.000 nhá. Có mấy con xả thôi nhá cả nhà nhá. Xả 3 100k. Trên một cái này. Rồi. Con này là con xả 4 của nhà em nhá. Hàng nói chung là em cảm thấy nó không có ấy lắm là em cho đi xả hết luôn. Rồi con này nó sẽ là xe mặt 13,7 và hàng này của nó là mặt bằng pin không phải bằng tròng thủy tinh không nha cả nhà nhá. Và con này hàng của Made in Italy như này nha cả nhà nhá, hàng của D&G như này luôn. À, con này bị vỡ hộp, nếu không vỡ hộp em Hà không bán giá này đâu cả nhà nhìn thấy không? Rất trong mắt này cả nhà nhìn thấy không? Rất rõ ràng luôn rồi. Con này thì nó sẽ là phù hợp cho những anh nào hoặc những bác nào mà mua cho cháu hoặc là mình mua cho vợ mình để đi đi đường á, rất chi ok luôn. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đâu giúp em là xả này là xả 3. Xả 3 với giá là 100k, mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em thôi, 90.000 đi. Vừa bán vừa biếu vừa tặng các chị đi. Ô, con này nó chưa có cái giấy. À, xả này là xả 4. Xả 4. 90k. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em nhá. Rồi em qua tiếp theo luôn cho nhà mình nữa là xả 5. Xả 5 là con này là một con Dior nhá, mà con này là nó sẽ là một con là hàng 13 150, con này là size mặt lớn cho các anh nào size mặt lớn nhá, và con này là hàng của Italy nhá, hàng này là Italy nhá. Rồi con này đây cả nhà, rất trong mắt luôn, trong veo mắt, nói chung thì cái nhà em Hà thì không thể chê được điểm nào đâu. Rồi con này thì nó lại còn thêm cộng thêm cái là nó sẽ có một cái kiểu như kiểu lướt ván ấy, như kiểu là cái gì ta, gọi là sao ta, nói làm sao em nghe nó, nói chung là như kiểu là tráng hương, tráng hương. Rồi cái dòng này thì mời cả nhà mình nhanh lên lên giúp em là xả 5. 110.000, mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em nhé.
Rồi em qua tiếp theo luôn cho nhà mình nữa là xả 6 của nhà em. Nói chung kính xả này rất đẹp luôn, tại vì nó vỡ hộp quá trời luôn, nên là kính hôm nay rất chi là ít luôn. Rất đẹp luôn cả nhà ơi, đẹp vô cùng luôn nhá. Rồi cái con xả 6 này, con này là hàng của gì đây? Con này là size mặt 14, con này là xài được cho cả nam cả nữ, và con này là Barara Made in Italy nhá. Rồi, cả nhà nhìn này. Con này rất đẹp luôn, con này đẹp lắm luôn đấy cả nhà ơi. Đó. Rất đẹp luôn. Rồi Barara. Rồi mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em là xả này là xả 4, xả 5 này. Xả 6 này. Con này con xả 6 giúp em Hà nhá. Xả 6 em Hà để cho mình với giá là 110 ngàn đồng. Xả 6 110, mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em nhé. Hàng xả là em có một con thôi, nhiều bác cứ hỏi em là ủa hàng xả có nhiều không? Thực ra nó không có nhiều. Nó có nhiều thì em nói làm gì? Đây. Con này khá là ok luôn. Con này thì nó sẽ là hàng của Made in Italy như này nha cả nhà nhé. Và con này nó sẽ là xe mặt 14,3. Đây, và con này thì em cho cả nhà mình xem rất trong mắt, trong vô cùng luôn nhá, hàng trong tuyệt đối luôn. Và con này thì nó sẽ là màu theo cái kiểu như này. Đó, màu rất đẹp luôn nhá cả nhà nhé. Rồi, mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em là xả này là xả. Xả mấy nhỉ? Xả 6, xả 7. Xả 7 thì em sẽ có một cái con như này, nó giống giống nhau, em cho vào một con nhá cả nhà nhá. Cho nó lẹ luôn đi nhá cả nhà nhá. Đây. Đấy, nó rất giống nhau luôn. Đấy. Nhưng mà em có hai con em cho vào cùng con luôn. Đấy. Rồi. Con này thì nó cũng là hàng của Ý luôn nhá cả nhà nhá. Rồi em cho là xả 7 với giá là 90 ngàn cho con xả 7. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em. Đấy. Hai con giống nhau. Xả 7 90k trên một cái. Đấy. Bác nào lấy hai cái thì báo em luôn, còn một cái thì báo em nhé. 90 ngàn một con này nhá, nhưng em cho hai mã này là một nhá, xả 7. Đấy, xả 7 với giá là 90 ngàn một con. Đấy. Có hai con, bác nào lấy thì báo em. Rồi, hôm qua tiếp theo luôn cho mình nữa là xả 8. Đây. Xả 8 của nhà em nhé. Xả 8 là một con Chanel, một con Chanel như này nhá cả nhà nhá. Đó, rồi. Con này thì nó sẽ là size mặt 14,6 và con này nó sẽ là hàng của Made in Italy nhá. Đó, đây. Đó, rất chi ok cho mình luôn, rất trong mắt rồi. Con này thì sử dụng cho các bác nữ rất ok, hoặc bác nam cũng được luôn. Đó. Rồi, mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em là xả này là xả 7 rồi xả 8. Xả 8 90 ngàn luôn. Vừa bán vừa biếu luôn cả nhà mình đi. Xả 8 90k. Rồi em qua tiếp theo luôn cho mình nữa là xả 9. Xả 9 nhá. Xả 9 này. Xả 9 này thì dành cho các bác nam nhá. Đó, đi đêm ngày thì giúp em luôn. Rất chìa trong mắt luôn, đi đêm ngày luôn. Con này đi đêm ngày luôn luôn nhá cả nhà nhá. Rất ok, rất trong mắt cả nhà nhìn nhá. Rất trong luôn. Rồi mời cả nhà mình lên đơn. Con này thì nó sẽ là size mặt 14,5 và hàng của nó là hàng Made in Italy nhá. Made in Italy luôn. Rồi mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em là xả này là xả. Xả mấy ta? Made in Italy này. Rồi xả này là xả 9, xả 9 với giá 100k. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em nhá, hết hàng xả. Xả 9 này. 100k, mời cả nhà mình nhanh tay. Rồi, hôm qua tiếp theo luôn cho mình nữa là về cái dòng con kính đầu tiên của nhà em. Nay em lên thì em sẽ lên trước tiên, đó là một cái con của hãng Lacoste này nhá, hàng rất chi là đẹp luôn. Rồi, con này thì nó sẽ là một con mà cho sang mặt bao nhiêu đây để em chứ. Rồi, con này thì nó sẽ là sang mặt 13,8 và con này thì nó sẽ là hàng của Pháp nhá. Pháp nha, hàng này là hàng của Pháp nhé cả nhà nhá. À, đây chứ. Đây. Made in Paris nhá, hàng của Made in Paris này. Được dập các kiểu như này hết luôn. Đó, con này thì cả nhà mình đi em bao trong mắt cho mình luôn. Con này đi đêm ngày được giúp em nhé cả nhà nhá. Đi đêm ngày được giúp em. Khi mình đi ra rời nắng nó sẽ trở thành màu xám như này cho em. Đó, màu xám.
khi mà mình không đi nắng thì nó sẽ trở thành màu trong như này cho em nhá. Đó, khi này đó, ánh sáng vào nó sẽ là màu xám như này nha cả nhà nhá. Rồi mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em mã này là mã số 1, em Hà để cho mình với giá là 260.000 cho con mã số 1. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em. Con này đứt hàng rất lâu luôn, hôm nay mới lại về được một con duy nhất mã số 1. Và cả nhà mình lưu ý là mã số 1 này 260k. Mình đọc hộ em ngày like này, mã này, đọc chỉ cần đọc ngày và mã thôi để bên em check nhá. Bởi vì khi em làm hàng xong bên em sẽ chụp hết lại vào trong album ảnh, nên là cả nhà mình yên tâm không lo bị nhầm đâu nhá. Và chồng con này thì nó là bằng chồng bằng pin, không phải bằng thủy tinh, hàng sẽ là hàng trong hộp đầy đủ. Tem thẻ mạc cho mình luôn như này nha cả nhà nhá, đầy đủ luôn cho mình như này, tất tuốt như này. Với giá chỉ là 260.000, con này là đi ngày đêm, mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn. Rồi em qua tiếp theo luôn cho nhà mình nữa là về cái dòng con kính mã số 2 của nhà em nhá. Dòng này là dòng mã số 2 thì con này nó sẽ là một con mà đi ngày đêm được giúp em luôn. Đây, con này cũng là đi ngày đêm luôn. Con này thì trồng hoàn toàn là bằng thủy tinh cho em nhé, trồng hoàn toàn là bằng thủy tinh. Và con này thì nó sẽ là phù hợp cho những anh nào là size mặt 13,5 thì mình lên đơn giúp em nhé. Đó, 13,5. Và dòng này thì nó sẽ là cái trồng bằng màu xanh như này, nếu mà đi ra ngoài nắng sẽ là màu xanh, còn khi mình đi vào buổi tối thì nó sẽ là màu trắng như này nha cả nhà nhé. Đấy, ánh sáng vào màu xanh, càng nắng nhiều thì càng xanh nha cả nhà nhé, càng nắng nhiều càng xanh, còn khi về buổi tối thì nó sẽ là màu trắng như này. Rồi, con này thì em Hà đang để cho nhà mình với giá chỉ có là 240.000, mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em, hàng hộp tem thẻ mạc cái này, hàng của Make in Italy luôn như này nhá. 240.000. Mã 2 240k, mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em nhá. Mã số 2 240.000. Rồi em qua tiếp theo luôn cho nhà mình nữa là về cái dòng con kính mã số 3 của nhà em nữa, là con là một con là hàng của Select nhá cả nhà nhá. Đây, Select từ con này thì nó sẽ là một con màu xanh như này, và mặt của nó là hoàn toàn là bằng kiếng nhá cả nhà nhá. Con này thì nó sẽ phù hợp cho những anh nào là size mặt 13 thì nó là lên đơn giúp em nhé, size mặt 13, 13,5. Con này thì nó sẽ là form ôm, và con này được mạ vàng 14 carat, có cái chống tia cực tím này cho mình ok luôn. Con này cũng là hàng của Pháp luôn, Select thì chắc chắn là hàng của Pháp rồi. Đó, 100% luôn cho mình, hàng rất ok luôn nhá. Em bay cận tí một luôn cho mình xem luôn. Và đây kính thì cả nhà nhìn luôn em. Đó. Rất chi là trong kính luôn, rất mát mắt luôn nha cả nhà nhé. Đó, rồi, mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em nhé. Con này thì mình đây, lên nội em màu xanh này là màu xanh mát như này luôn á. Rồi, mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em mã này là mã số 3. Mã số 3 là 270.000, mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em là mã số 3 nhá. 270k cho một con này nhá, trồng hoàn toàn là bằng thủy tinh, được mã vàng 14 carat, size mặt 13, 13,5 thì lên đơn giúp em nhá. Mã số 3 này. Rồi con này thì là 270k, mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em nhá. Rồi em qua tiếp theo luôn cho nhà mình nữa là về cái dòng con kính mã số 4 của nhà em. Một con trà nồi nhá. Chắc con này là dành cho các chị nữ rồi. Rồi, mời cả nhà mình hôm nay em sẽ bán tặng cho các chị nữ nhá. Hôm nay bán tặng luôn. Bán giá siêu siêu rẻ luôn nhá cả nhà nhá. Rồi con này thì nó là một con hàng VIP của nhà em, hôm nọ em cũng có được một con, hôm nay về được một con, hôm nay em sẽ bán tặng. Con này thì nó sẽ là màu ánh khói tím như này cho mình luôn, rất chi ok luôn, rất rất đẹp luôn. Rồi con này thì nó phù hợp cho các chị nữ nhá. Đây cả nhà nhìn thấy không, kính đeo rất trong, trong vô cùng luôn đấy. Rồi con này thì nó sẽ phù hợp cho những chị nào mà là size mặt 13,8 thì lên đơn giúp em nhé. 13,8 nên em Hà bán tặng 200.000 không nói nhiều. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em mã này là mã số mấy nhỉ? Mã số 3, mã số 4 nhá, 200k. Bác nào mua cho cháu đi vào mùa nắng này thì cực kỳ ok, hàng sẽ là hộp full thẻ các kiểu như này cho mình luôn. 200.000 cho con mã số 3, số 4. 200k, mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em nhé. Giá chưa từng có luôn, bao ship cho mình luôn, mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn. Rồi em qua tiếp theo luôn cho nhà mình nữa là về cái dòng con kính mã số 5 của nhà em nhé. Mã số 5 nhà em thì lại một con Ray Ban. Lại là một em Ray Ban. Rồi dòng này thì nó sẽ là con mà hàng này thì ui hàng này đẹp
quá đỉnh luôn. Con này bao đỉnh luôn cho mình luôn đấy cả nhà ơi. Rồi con này thì nó sẽ là size mặt 14,5, được dập logo thương hiệu hết lên này luôn nhá, Made in Italy. Ngoài ra thì em này được dập hết luôn trên cả mặt kiếng như này luôn nhá. Đó, em quay rất cận luôn. Rồi mắt thì đeo em bao trong luôn cho các anh. Đó, các anh nhìn thấy không, rất trong mắt luôn, rất sáng mắt và trong mắt luôn cho mình luôn nhé cả nhà nhá. Đó, rất trong, trong vô cùng luôn. Con này thì trong lắm. Rồi dòng này thì hoàn toàn là mặt bằng kiếng nhé cả nhà nhé, mặt bằng kiếng cho em luôn. Rồi con này thì nó sẽ là màu xám như này cho các anh. Đó, màu xám như này nhá. Rồi mời các anh nhanh tay lên đơn giúp em mã này là mã số 5, mã số 5 với giá là 260.000. mời các anh nhanh tay lên đơn giúp em là mã 5, mã 5, 260k. mời các anh nhanh tay lên đơn giúp em nhá. Rồi em qua tiếp theo luôn cho nhà mình nữa là về cái dòng con kính mã số 7 của nhà em. Đây, mã số 7 là một con Ray-Ban này, hàng ở trong hộp như này cho mình luôn này. Đó. Rồi con này thì nó sẽ là một con rộng đồi mồi như này nhá, rất ok, rất đẹp luôn. Con này đẹp lắm luôn đấy cả nhà ơi. Các anh nhìn nhá. Rất chi ok luôn. Rồi, con này thì nó sẽ là một con mà màu xanh như này cho các anh luôn. Ánh sáng vào thì sẽ là màu trắng, màu xanh như này. Rồi, con này thì nó sẽ là phù hợp cho những anh nào là size mặt 14 thì lên đơn giúp em hàng của Made in Italy như này nhá. Đó, rồi. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em, được dập hết thương hiệu hết ở trên này luôn cho mình luôn. Đó. Rồi, mời các anh nhanh tay lên đơn giúp em mã này là mã số 6. Mã số 6, mời các anh nhanh tay lên đơn giúp em mã số 6 với giá là 260k, 240 đi, bán tặng mã số 6. Mã số 6 này, 240k, mời các anh nhanh tay lên đơn giúp em mã số 6 là 240k nhá. 240k nhá, mời các anh nhanh tay lên đơn giúp em. Đây viết rõ ra đây không ạ? Một tí mất lòng nhau. Ở mã số 6, 240.000. Rồi em qua tiếp theo luôn cho mình nữa là về dòng con kính mã số 7 của nhà em nhá. Một em leo cốt này thử xem nào. Con này đẹp này. Con này là một con màu nâu trà như này nha cả nhà nhá, màu nâu trà rất chi là sáng và đẹp cho mình luôn. Đó, rồi. Con này thì mời các anh nhanh tay lên đơn giúp em là con la cốt này nhá. Rồi, con này thì nó sẽ là một con mà hàng ở size mặt 14,2 thì lên đơn giúp em, và con này thì nó sẽ là hàng của Made in Italy luôn. Các anh thì đặt kính thì nhớ nghe hộ em. Đó, trong bằng thủy tinh như này nhá. Đó, cho mình rất rất đẹp luôn. Rồi, mời các anh nhanh tay lên đơn mình nghe hộ em này. Cái thứ nhất là size mặt này, cái thứ hai nữa là cái tròng kính như nào luôn nhá. Rồi, tròng kính thì hoàn toàn là bằng thủy tinh. Và em Hà đã like như nào là mẫu y chang như vậy. Không cần thiết là phải là ừ em ơi cho anh thế nọ anh thế kia đâu, không cần thiết đâu. Bởi vì nhà em bán kính 100% mẫu như nào trên like như nào y chang như vậy nhá. Rồi, con này là mã số 7, 240k, mời các anh nhanh tay lên đơn giúp em nhé. Hàng đã bao gồm ship, tất cả mã kính em báo là đã bao gồm ship rồi nhá. Rồi em qua tiếp theo luôn cho nhà mình nữa là về cái dòng con kính mã số 8 của nhà em. Mã số 8 thì là con này là một con dành cho nữ nhá. Một con này là dành cho nữ giúp em luôn. Đó. Ui, con này đẹp. Con này thì em bao xịn xò luôn cho mình luôn, các anh nhìn nhá, rất chi là ok luôn. Con này thì nó sẽ là phù hợp cho những chị nào là size mặt 15 nhưng mà size mặt 14 mình đã xài được rồi, và hàng của Made in Italy. Con này thì nó sẽ là size mặt vừa và to sử dụng giúp em nhá, vừa và to nhá. Ui, con này đẹp lắm luôn cả nhà ơi. Rồi, một con hơi mệt, một con hơi mệt. Rồi con này thì hơi mệt thì con này dành cho các chị nữ nha, em bán tặng luôn này. Các chị nữ là dược rất được yêu đãi luôn, bởi vì em bán giá rất chi là rẻ luôn, 210.000 đồng. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em với mã số 8, 210k. Nói chung là cái nữ hôm nay em bán tặng mà, lâu lâu bán tặng cho các chị nữ chị ẩn tí để cho các chị đẹp đẹp cho các anh nhìn đỡ chán nha. Rồi em qua tiếp theo luôn cho nhà mình nữa là về cái dòng con kính mã số 9 nha em nhé. Mã số 9 thì con này nó sẽ là một con mà như này luôn cho các chị này. Đó, hàng rất ok luôn. Rồi, đây, đó.
Rồi, con này thì mời các chị nhanh tay lên đơn giúp em. Con này thì nó sẽ là một con mà mã size mặt 14,5 và hàng của Made in Italy như này luôn. Đó, Louis Vuitton Made in Italy luôn. Rồi con này thì mời các anh, à các chị hoặc là các anh mua về tặng vợ thì lên hộ em là mã số 8, mã số 9. Mã số 9 này em Hà để tặng cho mình với giá là 210.000 đồng. Mã số 9 này, 210k, 10k nhanh tay lên đơn. Rồi em qua tiếp theo luôn cho nhà mình nữa là về cái dòng con kính mã số 10 hàng của Rapan nha. Rồi, con này là mã số 10 của nhà em. Con này thì bao đỉnh bao đẹp luôn cho mình luôn á. Không, con này nó hình như kiểu nó bị trùng mã với con kia thì phải nhỉ. Con này bị trùng mã rồi cả nhà ơi. Con này hai con trùng nhau, được hai con trùng nhau nhá. Trùng với cái mã nào rồi đấy. Em thấy nó trùng với cái mã nào rồi đấy. Rồi, hôm qua tiếp theo luôn cho mình đó là một con ra băng như này nha cả nhà nhá. Đó. Kính này về được ít lắm cả nhà. Tại vì nó bị vỡ hộp nên em xeo vừa nãy đó. Rồi con này thì nó sẽ là một con mà tròng bằng thủy tinh như này giúp em Hà luôn. Tròng bằng thủy tinh và con này là mắt thầy bói nhá. Đó, mắt thầy bói rất ok luôn. Rồi, mời các anh nhanh tay lên đơn giúp em hàng của Made in Italy. Và dòng này thì nó sẽ là size mặt cho các anh nào là size mặt 13, đây nó dập nhỏ xíu trên này này, 13,8 nhé cả nhà nhé. Và đây hàng này dập thương hiệu các kiểu của nó như này hết cho mình luôn. Đó. Rồi. Dập hết lên này hết luôn cho mình luôn. Đó. Rồi, con này em bán tặng luôn nhá. Với giá là 240.000 cho con mắt thầy bói. Mời các anh nhanh ta lên đơn với em là mắt thầy bói được một con duy nhất trong bằng thủy tinh nhá. $240k nhanh tay lên đơn giúp em nhé. Đó, làm rất ok luôn. Rồi em qua tiếp theo luôn cho nhà mình nữa là về cái dòng con kính mã số 10 của nhà em này. Mã số 10 của nhà em thì con này nó là bằng tròng bằng pin và con này thì nó là hàng của Maybach được dập chìm hết như này luôn và con này thì nó đây dập chìm hết như này luôn cho mình luôn. Con này thì nó sẽ là xe mặt 14,3 cho mình luôn. Và hàng của Migani, hàng của Đức nhá các anh nhá. Đó, hàng rất bao chuẩn xịn cho mình luôn. Rồi được dập thương hiệu như này cho mình luôn. Đó, dập thương hiệu này rất ok luôn nhá. Chống tiêu UV cực tím cực cao luôn. Đó, em quay cận từng xíu một luôn cho mình luôn nhá. Rồi mời các anh nhanh tay lên đơn giúp em mã này là mã số 10. Mã 10. 240k, 10k nhanh tay lên đơn mã 10, 240k. Rồi em qua tiếp theo luôn cho nhà mình nữa là về cái dòng con kính mã số 11 của nhà em. Mã số 11. Một con tráng gương nha. Anh nào hỏi con tráng gương thì đây, lại đây bơi vào đây nhá. Hôm nay được một con tráng gương. Đó. Rất đẹp tròng bằng thủy tinh cho mình luôn. Và con này thì nó sẽ là size mặt 10A,7 cho đến 13,8 thì lên đơn giúp em chồng hoàn toàn là bằng thủy tinh này, trắng gương bạc này cho mình luôn nha cả nhà nhá. Rồi, con này thì khá là ok cho các anh sử dụng luôn. Đó, đây. Rất đẹp luôn nhá. Rồi mời các anh nhanh tay lên đơn giúp em trắng gương đầy đủ cho mình luôn này luôn. Cực kỳ chất luôn. Mời các anh nhanh tay lên đơn giúp em là mã số 10. Mã số 10 này thì em Hà để cho nhà mình với giá là con này hàng của Made in Italy nhá. Cho bằng thủy tinh nhá các anh nhá. Rồi mã số 10 là 270k, 10 các anh nhanh tay lên đơn giúp em một con duy nhất 270k. Mã số 10. Rồi em qua tiếp theo luôn cho nhà mình nữa là về cái dòng con kính mã số 11 của nhà em là con Butcher này. Đó. Rồi con này thì nó sẽ là một con màu xanh như này cho mình luôn. Đó, một con màu xanh như này rất ok luôn cho các anh luôn nhá. Rồi chồng thì con này nó sẽ là size mặt 14, size mặt 14 này. Và con này thì nó sẽ là hàng của Porter Made in Italy luôn, được dập thương hiệu hết như này luôn cho các anh nhá. Rồi con này thì em Hà đang để cho mình với giá là 240.000, 10 các anh nhanh tay lên đơn giúp em chồng bằng thủy tinh. Mã này là mã số 11. 240k, 10 các anh nhanh tay lên đơn. Rồi em qua tiếp theo luôn cho nhà mình nữa là về cái dòng con kính mã số 12 của nhà em nhé. Đây, mã số 12. Hàng rất chi là ít luôn á.
càng ngày nó càng hiếm lắm, kính. Đây. Đấu giá các anh tưởng nó bon chen mãi được con kính. Rồi con này đi đêm ngày giúp em và đổi màu nhá. Con này nó sẽ đổi màu nhá cả nhà nhá. Đấy. Rồi con này ví dụ như sẽ đổi màu theo như này. Đấy, màu theo kiểu màu phớt phớt hồng nữa cả nhà nhá. Màu phớt hồng xám đấy. Rồi con này thì nó sẽ là size mập 13,3, cho anh nào là size mập 13,8 thì lên đơn giúp em nhé. Và con này là make in, là cốt make in nhá, Italy như này luôn nhá. Em bao trong mắt cho mình luôn đấy, đeo rất ok cho mình đạp xe này. Đây, thiết kế này. Đấy, một con cá sấu ở bên hông như này rất đẹp luôn, hai bên đó. Rồi thiết kế cho mình rất ok. Đó. Rồi, mời các anh nhanh tay lên đơn giúp em là mã này là mã đêm, mã này là mã số 12. Mã số 12 em Hà để cho mình với giá là 270.000 cho con mã số 12. Mời các anh nhanh tay lên đơn giúp em nhá. Mã 12 270k, hàng trong hộp đầy đủ cho mình luôn này nhá. Rồi em qua tiếp theo luôn cho nhà mình nữa là về cái dòng con kính mã số 13 của nhà em. Đây, mã số 13. Ui, con này thì con này lạ cực kỳ luôn cả nhà ơi. Con này một con nâu khói nhá cả nhà nhá. Đây. Con này rất lạ. Ui, con này đẹp thật luôn đó cả nhà ơi. Con này đẹp. Là con viền bằng bạc này rất hiếm luôn nhá. Được dập chìm luôn trên này nhá. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em nhá. Ui, con này đẹp thế. Con này đẹp thật sự luôn đó cả nhà ơi. Con này lần đầu tiên em được luôn đó. Được lần đầu tiên luôn, em like bao lâu mà lần đầu tiên cả nhà nhìn không? Trong dã man luôn. Kính dã man luôn. Đó, trông nhỉ. Rồi, mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em là mã này là mã VIP. VIP 1 em Hà để cho mình với giá là 300k VIP 1. Con này hàng VIP ấy. VIP 1 này. 300k, mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em. Con này bao đỉnh bao đẹp, em cho ngó lại cả nhà nhá. Ngó lại con 300.000 nhá. Cả nhà nhìn nữa. Cầm lên đấy thấy nó khác liền luôn, cả nhà nhìn nữa. Đó. Bao đỉnh luôn. Ngoài ra bên trong này có tia cực tím của nó này. Những anh nào mua kính săn kính rồi mà trong từ điển của mình chưa có kính này, lên liền cho em, mã lên liền cho em nhé. Đó. Ui, đẹp thế không được nữa. Con này không còn gì để bàn nữa. Rồi con này thì nó sẽ là phù hợp cho những anh nào là size mập 13,8 13,8 nhé. 13,8 thì lên đơn giúp em nhé. 13,8 hoặc 14 nhé. Bao đỉnh bao đẹp luôn cho mình nhé. Da màu nắng này cả nhà nhìn. Nhìn có yêu. Màu xám ấy, màu xám khói luôn á. Không phải màu vớ vẩn đâu. Bên trong có cả tia cực tím luôn. 300.000 cho con VIP 1. Mời cả nhà mình nhé. Tay lên đơn giúp em VIP 1 300k nhé. Rồi em qua tiếp theo luôn cho nhà mình nữa là cái dòng con mã số 12, 13. Mã 13 cho em nhé. Mã 13 thì con này đi đêm ngày được giúp em luôn. Mã 13 đi đêm ngày thì giúp em. Con này thì nó là hàng của Ra Băng à, gấp gọn như này. Đó, đi đêm ngày da nắng sẽ là màu xám như này, còn đi lên hết nắng buổi tối thì nó sẽ là một màu trong mắt như này cho các anh luôn. Đó, đây. Đó, thế anh thấy không? Đó, rồi mời cả nhà mình nhanh tay. Con này thì nó sẽ phù hợp cho những anh nào là size mập 10 mười mấy đây em nhìn xem. Size mặt 14 nhé, size mặt 14. Và con này là hàng của Make in Italy như này nhá. Đây, được dập chìm hết như này nhá các anh nhá. Đấy, nó chữ rất bé và hàng này thì đây, được dập cả gọng này nữa luôn. Không còn gì để mà bàn được nữa cả nhà. Đó, rồi, mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em là mã này là mã số 13. Được một con duy nhất. Mã 13 260.000. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em. Hàng bao xịn sò, con này bao đẹp luôn. Trong con này bằng pin, không phải bằng thủy tinh đâu nhá. Em phải nêu rõ hàng sẽ là tem thẻ mạc đầy đủ này. Hộp hành đầy đủ như này. Mã số 13 260k, một con duy nhất. Và em nghiêm cấm các anh là bom hàng trên mọi mặt trận nhá. Em nói rõ rồi nhá. 260k nhá. Không có cái tình trạng mà khách mua không được mà khách quá khách lại bom hàng của em nhé. 260.000 cho con mã số 13 này nhé. Và một số anh mua hàng rất chi là kém, ý thức kém. Em nói thiệt luôn, thời đại 4.0 rồi. Mình đã đặt hàng là nhận. Còn đã cảm giác như mình không muốn mua hàng online, tốt nhất đi ra ngoài tiệm mua giúp em. Em nói thiệt, tính em nói thì các anh bảo em chảnh chó nhưng mà không phải đâu.
Bởi vì làm sao một công đóng hàng rất cực luôn. Chi phí đi chi phí về mất 60 ngàn rồi còn chưa cần biết mày bán được hay không. Riêng bọn Viettel Boss là nó cứ lấy tiền thôi. Đó. Cứ đóng hàng thành cục hàng không biết xa gần gì cứ 30 ngàn. Còn nếu khách không lấy về hoàn đơn nữa là 30 ngàn nữa là 60 ngàn. Thương em hàng một xíu nhá. Đừng làm trò đấy. Rồi con này là size mặt 14,5. Và con này là hàng của Make in Italy nhá. Con này thì em bao gọng dẻo luôn. Gọng đàn hồi nha các anh nhá. À, rất chi ok luôn. Rồi con này thì nó sẽ là một con mà tròng bằng thủy tinh như này. Rất chi là đẹp luôn. Con này bao chất lượng luôn. Con này size mặt 14,5 thì lên đơn giúp em nhá. Size mặt anh nhỏ size mặt đại đó thì lên đơn giúp em. Đây, em cho nhìn kính này. Đấy, nhìn thấy có đẹp không cả nhà. Em bao xịn xò bao đẹp luôn á. Rồi mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em. Mã này là mã số bao nhiêu đây nhỉ? Mã số 13, mã số 14. 14 240k. Còn chưa tính cái tình trạng mà hàng về xong là kính thì chỉ có vứt đi. Thực sự là đừng nên tạo nghiệp cho nhau. Em nói thiệt luôn đấy. Đấy em gọi cái câu là tạo nghiệp á. Em không, em mua hàng online không bao giờ em bom hàng luôn. Em nói thực sự luôn. Mình bom hàng thực ra mình ý thức kém á. Có vấn đề gì cứ alo em. Rồi con này là hàng của Chanel nhá. Và đặc biệt là kính lão các anh. Đo đúng độ giúp em mới đi đơn. Còn không là thôi đọc khoảng không bao giờ em đi đâu nhá. Size mặt 14,6 và con này hàng của Make in Italy luôn, không ra đến nơi em ơi. Hàng anh đeo nó không có mắt, anh nó không có nhìn thấy, không có chuyện vô lý. Nếu như đọc đúng độ của nhà em không bao giờ sai lệch độ từng tí một luôn, hàng chất lượng mà. Rồi, hàng này là hàng Chanel nhá, hàng Chanel luôn nhá. Rồi, con này thì nó sẽ là hàng trong hộp thẻ như này luôn. Con này hôm nay em bán tặng luôn với giá là 210.000 đồng. Hôm nay kính nữ em bán tặng bởi vì hôm nay là có một cái ngày gọi là đặc biệt của em nên là em sẽ bán tặng cho các chị nữ nhé. 215 210 ngàn đồng. Mời các chị nhanh tay lên đơn giúp em được một ngày duy nhất, nhanh tay lên mà hốt các chị ơi. Rồi con này là hàng, này là hàng cao cấp của em nhé. Con này là hàng cao cấp này. Con này thì em bao xịn xò cho mình luôn. Đấy, các chị nhìn thấy không, bao đẹp và bao xịn xò luôn đó, các chị thấy không. Rồi con này thì nó sẽ phù hợp cho những chị nào là size mặt 14,2. Và con này thì nó là một cái hàng hãng gì mà nói thật sự là em không đọc được tên. Đây em thấy nó dập ở đây đó. Rồi ví da của nó cũng dập luôn, hãng của nó này đó. Hàng này là hàng của Ý giúp em luôn nhá. Rồi con này thì nó em đang để cho mình với giá là 290.000. Mời các anh, à mời các chị nhanh tay lên đơn giúp em là mã VIP nữ. VIP nữ. Thôi bán tặng các chị nhá, 260.000 đi nhá. Hôm nay một ngày đặc biệt, 260 nữa, 209 bán tặng luôn 260. Rồi một con duy nhất cuối cùng này nữa là hết hàng luôn cho các chị luôn. Đó. Ui con này đẹp thế. Đó, con này bao đẹp cho mình luôn. Đó, bao đỉnh luôn nhá. Rồi, mời các chị nhanh tay lên đơn giúp em nhé. Con này thì em Hà sẽ bán tặng cho mình luôn. Với giá là, con này thì nó sẽ phù hợp cho những chị nào là size mặt 13,5 nhá. Hàng này thì bao đỉnh rồi, hàng bao chất lượng rồi. Con này em bán tặng cho mình với giá là 210.000 đồng luôn. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em là mã 16 210k. Mời các chị nhanh tay lên đơn giúp em nhé. Dạ vâng, rồi thì em cũng xin phép dừng like tại đây. Thì em cảm ơn gia đình nhà mình đã quan tâm và theo dõi số Ngọc Hà nha em nhé. Em xin chào tạm biệt, hẹn cả nhà mình vào video tiếp theo. Đi qua thì nhớ cho em một nút like và một nút đăng ký kênh nhé, để nhiều người biết tới số Ngọc Hà nha em nhiều hơn. Em xin chào và tạm biệt cả nhà.